Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và video này chỉ là một cái video ngắn thông báo là mình hiện đã lập một cái kênh mới chuyên về Tarot. Với cái tên mình cũng chưa có suy nghĩ được nữa. Một ngày đẹp trời thì mình cảm thấy là mình với lại Tarot có duyên với nhau, bộ bài tự tìm với mình, và mình đã quyết định lên mạng đặt. Với lại mình cũng có lão sư là một reader lâu năm rồi á, xong rồi mình có tâm sự với giáo viên của mình, xong rồi giáo viên có nói là nếu như mà em có duyên á thì em cứ thử xem, cố gắng thử xem. Các bạn có nghe bài Ngẫu nhiên không ở lại của Hiền Hồ không? Trong đó có nói là trời bên mỗi chữ duyên mình nên bỏ lỡ, phải cố với nhau thì mới có nợ đó. Nên là khi mà duyên đã tới rồi nên mình phải cố gắng để xem là thật sự mình và Tarot có nợ hay không. Thì mục đích của kênh mới của mình đó là để trao đổi, học hỏi, giao lưu và chuyên về Tarot thôi. Còn bên kênh này thì mình vẫn sẽ hoạt động ở bên này về ăn uống nè, cuộc sống hàng ngày, sinh viên này kia. Và nếu như các bạn quan tâm thì có thể qua đó đăng ký subscribe kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.